Chưa đầy 3 tiếng sau, đau bụng chết nốt. Do vậy biết, vì thế gian chẳng biết kiêng kỵ, cứ làm bừa đi, đến nỗi tử vong chẳng biết mấy ngàn vạn ức. Nhưng từ xưa đến nay, người có phước lớn nhất không ai hơn hoàng đế. Phước lớn thì thọ cũng phải dài. Thử xét kỹ xem 10 ông vua có 8-9 ông không thọ, chẳng phải là vì dục sự quá nhiều, lại do chẳng biết kiêng kỵ, đến nỗi tự rút ngắn tuổi thọ đó ư? Người đại thông minh trong thế gian đa phần thường chẳng thọ là vì không hiểu kỹ chuyện này mà nên nỗi. Quang thường nói người đời trong 10 phần có đến 4 phần do sắc dục mà chết. 4 phần tuy chẳng chết trực tiếp vì sắc dục thì cũng vì do tham sắc mà bị hao tổn, chịu đủ mọi thứ cảm xúc gián tiếp khác mà chết. Người vốn do số mạng mà chết, bất quá chỉ là một hai phần trong 10 phần mà thôi. Thế giới mênh mông nhân dân đông đảo, 10 phần có tới 8-9 phần chết vì sắc dục chẳng đáng buồn ư? Đấy chính là lý do Quang lưu thông sách Thọ Khang Bảo Giám, mong những người yêu thương con cái trong cõi đời cũng như những ai vì đồng bào tạo hạnh phúc, ngăn ngừa họa hoạn, thảy đều phát tâm ấn tống xoay vần lưu thông, khiến cho ai nấy đều biết những điều kiêng kỵ, ngõ hầu chẳng đến nỗi lầm lạc đánh mất tánh mạng, cũng như chẳng bị tàn tật đến nỗi không thể thành tựu. Những kẻ buông tuồng tìm hoa kiếm liễu đa số là vì không có chánh kiến, bị lầm lạc bởi bè bạn phóng túng hoặc dâm thư, đến nỗi hãm thân trong biển dục không thể thoát được. Nếu chịu đọc kỹ sách này sẽ biết lợi hại sâu xa đối với những điều quan hệ đến sự vinh diệu hay nhục nhã của tổ tiên, của tổ tông cha mẹ, cũng như đối với sự sống chết thành bạn của bản thân lẫn gia đình, cũng như con cháu hiền hay ngu, tuyệt diệt hay hưng vượng, sẽ đều hiểu rõ như nhìn vào ngọn lửa. Nếu thiên lương chưa hoàn toàn mê muội, có ai hễ mắt nhìn đến mà tâm trạng kinh hoàng, nỗ lực đau đáu kiêng dè ư? Sẽ thấy từ đó về sau, ai nấy vui hưởng mối thiên luân vợ chồng, chẳng đến nỗi tham dục tổn thân, sẽ tề mi dài lão, vừa thọ vừa khỏe mạnh. Người ít dục thường đông con của họ chắc chắn thể chất mạnh mẽ, tâm trí trinh lương, không chỉ chẳng mắc lỗi tự tổn hại thân thể, mà chắc chắn còn trở thành hạng lanh lợi, làm dạng mày nở mặt cha mẹ. Đấy chính là điều Quang thơm thảo, mong mỏi dài lâu. Nguyện người đọc cùng thể hiện sự đồng tình. Tùy duyên lưu truyền thì nhân dân may mắn lắm, mà nước nhà cũng may mắn lắm thay. Cuối xuân năm Dân Quốc 16, 1927, tức năm Đinh Mão, Thường Tam Quý Tăng Thích Ấn Quang kính soạn. Lời tựa tái bản sách bất khả lực. Cái họa nữ sắc cực kỳ khốc liệt, từ xưa đến nay do họa này mà nước mất nhà tan, bại thân tề tự, kẻ giao cho xiết. Dẫu chưa đến nỗi ấy, nhưng trong số đó những kẻ thân đang khỏe mạnh trở thành suy nhược, trí đang sáng suốt trở thành hỗn ám, biến tư chất đội trời đạp đất, mong thành thánh thành hiền trở thành hạng tầm thường hèn tệ, không có chí lập thân, lại há có ngàn hạ. Huống chi những kẻ nghịch thiên lý, loạn nhân luân, sống làm loài cầm thú mặc áo, đội mũ, chết đọa trong tam đồ ác đạo, làm sao có thể thấy hết, biết hết cho được. Ôi cái họa nữ sắc sao mà khốc liệt tột bậc như vậy? Do đó chư thánh chư hiền đặc biệt rủ lòng xót thương, hoặc dùng lời lẽ cứng rắn để răn dạy, hoặc dùng lời nhẹ nhàng để khuyên bảo, ngõ hầu khắp cả cõi đời để biết lý phước thiện họa dâm. Lại còn nêu ra các sự thật để răn dạy ngõ hầu những ai biết yêu thương chính mình, hễ đọc đến ắt sẽ sợ sệt kinh hoàng hiểu ra khô cạn dòng lũ nhân dục, khôi phục thiên lương sắp bị diệt. Từ đấy hết thảy đồng luân đều hưởng phước giàu thọ khỏe mạnh bình yên, vĩnh viễn lìa khỏi mối họa nghèo bệnh chết yểu. Đây chính là lý do soạn tập bộ Bất Khả Lục. Cư sĩ Trương Thụy Tăng muốn khắc in lại để bố thí, bảo tôi viết lời tựa nhằm phô bày ý nghĩa trọng yếu của việc bớt dục. Cần phải biết, đối trước sắc đẹp dục tâm bừng bừng thì những lời lẽ khuyên gian nhân quả báo ứng, cứng rắn hay mềm mỏng đều khó thể đoạn tâm ái. Nếu lúc ấy có thể quán bất tịnh, một bầu lửa dục sẽ băng tiêu ngay lập tức. Con em đất Trường An ở xứ Tần Thiểm Tây của tôi phần nhiều thích chơi dế, có hai anh em tuổi đã choai choai, đêm trăng đi bắt dế nơi gò mả, chợt thấy một thiếu phụ nhan sắc tuyệt vời, bèn cùng đuổi theo. Người thiếu phụ ấy khuôn mặt biến đổi, thất khiếu ứa máu, lưỡi thè ra hơn cả thước, ba đứa nó sợ chết ngất. Ngày hôm sau người nhà tìm được, cứu sống được một đứa mới biết chuyện ấy.
Đứa còn sống bệnh nặng mấy tháng mới khỏi, con cháu nhà ấy chẳng dám đi bắt dế vào ban đêm nữa. Khi thiếu phụ đó chưa biến đổi khuôn mặt, lòng yêu nhập vào xương tủy, không thỏa lòng dục, không xong. Đến khi vẻ mặt biến đổi, bèn kinh hãi đến chết, tâm ái chẳng hề còn nữa. Nhưng trong lúc chúng cùng nhau đuổi theo cô ta ấy, đương nhiên là chưa thấy máu và lưỡi thè ra. Sau khi máu chưa chảy, lưỡi còn ngậm, bèn sanh tâm ái. Lúc máu chảy, lưỡi thè ra lại sanh tâm sợ. Hiểu rõ điều này, hễ thấy chàng giác nước hương trời, đều tưởng như con quỷ treo cổ, thất khiếu tuôn máu, lưỡi thè ra hơn thước, sao đến nỗi bị sắp làm mê, sống chẳng hưởng hết tuổi trời, chết đi, bị đọa vĩnh viễn trong đường ác ư. Do vậy Đức Như Lai dạy kẻ ái dục nặng nề quán bất tịnh, quán lâu ngày còn có thể đoạn hoặc chứng chân siêu phàm nhập thánh, há chỉ là không phạm tà dâm tiết dục, gìn giữ sanh mạng mà thôi ư? Nữ nhân nhan sắc xinh đẹp yêu kiều khiến người khác nảy sanh tâm ái, hành dục sự, chẳng qua chỉ là một tấm da mỏng bên ngoài, rực rỡ diễm lệ gây mê hoặc, đó thôi. Nếu bóc lớp da ấy đi, không chỉ các vật được bọc trong lớp da ấy không thể yêu luyến được, mà ngay cả lớp da mỏng ấy cũng tuyệt đối không thể yêu luyến nổi. Nếu lại còn mổ xẻ thân thể, chỉ thấy máu mủ rầm rè, xương thịt chẳng chịt, tạng phủ phân tiểu bầy hầy khắp đất, hôi dơ tanh tưởi, chẳng nỡ thấy nghe, so với hình dáng biến đổi của thiếu phụ trên đây còn đáng sợ hãi chán ghét hơn trăm lần ngàn lần. Dẫu cho gia nhân tuyệt thế nghiêng nước nghiêng thành, đối với những vật được chứa trong lớp da mỏng, có ai là không như vậy? Sao con người chỉ nhìn cái vẻ bên ngoài, chẳng xét kỹ nội dung, yêu chút phần sắc đẹp chẳng bằng đến phần nhiều xấu ác. Tôi mong sao người đời bỏ vẻ bên ngoài, hãy xem xét nội dung, chán cái nhiều xấu ác, gạt bỏ đôi chút vẻ đẹp bên ngoài, hòng cùng thoát biển dục, cùng lên bờ giác. Lại trong lúc dâm dục hừng hực không thể chế ngự, chỉ nên nghĩ nữ nhân như miệng rắn độc, như đem nam căn của chính mình bỏ vào miệng rắn, tâm thần kinh hoàng, xương lông run rẩy, vô biên nhiệt não sẽ nguội lạnh ngay lập tức. Đấy chính là phương pháp diệt dục giản dị nhất vậy. Thích Ấn Quang Soạn. Lời tựa khuyên giữ vẹn luân lý cho sách Bất Khả Lực. Trời là đại phụ, đất là đại mẫu, hết thảy nam nữ đều là con cái của trời đất, đều là kẻ ruột thịt của ta. Đã là ruột thịt, phải chọn hết lòng hòa thuận yêu thương, che chở nâng đỡ, mong cho ai nấy đều được yên ổn. Như thế sẽ chính là đứa con xứng đáng của trời đất, chẳng khiến đấng sanh ra ta hổ thẹn. Đã có thể che chở nâng đỡ con cái của trời đất, ắt trời đất sẽ thường che chở nâng đỡ kẻ đó, khiến cho phước sâu thọ dài, mọi chuyện như ý. Nếu như mặc tình hoành hành, khinh hiếp con cái của trời đất, sẽ tổn phước giảm thọ, diệt môn tuyệt tự. Một khi hơi thở ra không hít vào được nữa, sẽ vĩnh viễn đọa trong ác đạo, trong trải trong ngàn kiếp, không được làm thân người lần nữa. Ấy chính là tự mình chuốc họa, há có phải là trời đất không nhân từ ư? Khoan nói đến những chuyện khác, kìa như vợ con chị em ai nấy đều có. Nếu kẻ nào dòm ngó vợ con chị em của chính mình, ta liền nổi nóng bực tức, muốn đánh nhau. Sao lại thấy vợ con chị em của người ta có chút nhan sắc, tâm bèn khỏi sằng dâm niệm, làm lè toàn ổ nhục họ. Cùng là con cái của trời đất, là ruột thịt của ta, nếu đối với người ruột thịt mà khởi ý niệm bất chánh, sẽ là ô nhục con cái của trời đất, khinh khi người ruột thịt. Kẻ ấy còn có thể đứng trong trời đất, còn đáng gọi là người nữa ư? Huống chi đạo vợ chồng thuộc về tam cương ngũ thường, nam nữ lập gia đình là giềng mối lớn lao của con người. Con người sở dĩ khác với cầm thú là do có nhân luân. Nếu làm chuyện khinh miệt lý loạn luân, chính là dùng thân người để làm chuyện cầm thú. Thân tuy là người nhưng thật ra chẳng bằng cầm thú. Vì sao vậy? Vì cầm thú không biết luân lý, con người biết luân lý. Biết luân lý mà vẫn khinh miệt luân lý, phải ở dưới loài cầm thú. Nhưng hết thảy chúng sanh do dâm dục mà sanh, cho nên tập khí ấy đặc biệt nặng nề, phải ngăn ngừa sâu xa. Tưởng như người thân, tưởng như kẻ oán, tưởng bất tịnh, ngõ hầu, rất bạc tà niệm, thuần túy toàn là chánh niệm. Oán và bất tịnh thì trong lời tựa trước đã nói, ở đây chỉ riêng phát huy về ý tưởng như người thân, ngõ hầu người đọc cùng giữ trọn vẹn thiên luân, chẳng ôm giữ ác niệm. Kinh tứ thập nhị trường dạy con người nên xem như nữ thân, nữ nhân như sau: tưởng người già như mẹ, người lớn hơn như chị, người nhỏ hơn như em, coi đứa bé bỏng như con gái, sanh tâm độ thoát, dứt bản ác niệm.
Kinh Phạm Võng dạy, hết thảy người nam đều là cha ta, hết thảy người nữ đều là mẹ ta, đời đời không khi nào ta chẳng từ họ sanh ra, phải sanh tâm hiếu thuận, tâm từ bi. Như vậy che chở nâng đỡ họ còn chưa xòe, để đâu khỏi tâm xấu hèn, toan ô nhục họ. Đời mình có một người học trò mắc thói dâm, chẳng thể tự kiềm chế, bèn hỏi Vương Long Khê. Long Khê nói ví như có người bảo ông, ở đây có cô gái làng chơi nổi tiếng, ông có thể đến chơi bời. Theo lời đó ông đến gặp, hóa ra là mẹ hoặc chị em của ông. Ngày khi ấy lòng dâm của ông có nguội lạnh hay chăng? Đáp, nguội chứ. Long Khê nói, thế nhưng dâm vốn là không, ông hãy hiểu cho đúng. Nếu con người chịu coi hết thảy nữ nhân là mẹ, là con gái, là chị, là em, không chỉ là những ác niệm dâm dục chẳng thể do đâu mà sách khỏi, mà nhờ đó còn mau chóng thoát khỏi sanh tử luân hồi. Trong bộ sách Bất Khả Lục, những lời khuyên răn cứng rắn hay nhẹ nhàng, những câu chuyện được phước do thiện, mắc họa do dâm, và những ngày tháng nơi trốn nên kiêng ngừa ăn nằm đều nhất nhất nêu rõ. Có thể nói cái tâm giác ngộ cõi đời tỉnh mê ấy đã vừa chân thành lại vừa tha thiết. Cư sĩ Trường Thụy Tăng ở Duy Dương tâm lợi người tha thiết, liền cho khắc in lưu hành, sai quang phơi bày rõ ràng những điều trọng yếu, hòng trấn áp lòng dục. Do đấy tôi thường thuật ý chỉ đại khái về tưởng như kẻ oán, tưởng là bất tịnh. Tiếp đó, vì anh họ ông ta là Chánh Huân đã qua đời, muốn dùng công đức này để truy tiến linh thức, ngõ hầu tội chướng tiêu diệt, phước trí cao dạng, thoát khỏi dục giới ngũ trưởng, sanh vào chín phẩm liên bang. Do tình hiếu hữu của cư sĩ nên tôi soạn lời tựa bản định chuyện giữ vẹn bơn thường, mong sao những ai thấy nghe đều suy xét tường tận thì may mắn lắm thay. Thích Ấn Quang kính soạn. Lời tựa phổ khuyến thọ trì lưu thông sách dục hồi cuồng. Mối họa cực thảm khốc, cực lớn, cực sâu trong thiên hạ, hễ bụp chộp động đến ắt phải táng thần mất mạng, nhưng nhiều người vẫn ưa thích theo đuổi lăn xả vào. Dẫu chết chẳng hối, có lẽ chỉ có mình nữ sắc mà thôi. Những kẻ cuồng đồ buông lung nơi dục sự, mó hoa bẻ liễu, trộm ngọc cắp hương, diệt lý, loạn luân bại gia, nhục tổ, tiếng ác đồn khắp lạc nước. Để tiếng nhờ cho con cháu, sống chẳng được, hưởng hết tuổi thọ, chết sẽ đọa vĩnh viễn trong đường ác. Hãy khoan nói đến những gã ấy, ngay như trong tình vợ chồng, những kẻ đắm đuối trong ấy, đến nỗi mất mạng kẻ sao cho xiết, vốn mong cầu khoái lạc, chẳng ngờ chết mất. Cảnh khổ quá bụa thật phần, quả thật phần nhiều, do chính mình tự chuốc, há có phải hoàn toàn là do số mạng suy khiến như thế ư? Những kẻ tham luyến chuyện chiếu trăn đều là tự mình chuốc lấy tai ương, cũng có kẻ hoàn toàn chẳng luông tuồng mê đắm, nhưng do không biết kiêng ngừa cứ mạng muội làm bừa đến nỗi tử vong cũng rất nhiều. Vì thế Thiên Nguyệt Lệnh trong sách Lễ Ký có đoạn văn nói về chánh lệnh, trấn đặc bố cáo, linh giới dung chỉ, gõ mõ truyền lệnh kiêng kỵ chuyện ăn nằm. Dung chỉ có nghĩa là động tĩnh, tức là chuyện ân ái. Lòng thương dân của bậc thánh vương thời cổ có thể nói là chẳng bỏ sót điều nhỏ nhặt nào. Những nơi chỗ kiêng kỵ sách Thọ Khang Bảo Giám có chép rõ, hãy nên đọc kỹ. Tôi thường nói, trong 10 phần nhân dân của thế gian, những kẻ chết trực tiếp vì sắc dục chừng 4 phần, kẻ gián tiếp bị chết cũng đến 4 phần, tức là do bị sắc dục gây hao tổn, chịu những cảm xúc khác mà chết. Những kẻ bị chết ấy, không ai chẳng đổ thừa cho số mạng, nào có biết vì tham sắc mà chết, đều chẳng phải là do số mạng. Nếu là chết vì số mạng, phải là người giữ lòng thanh tịnh trinh lương, không tham dục sự. Những kẻ tham sắc kia đều là tự tàn hại đời mình, há có thể nói là vì số mạng ư? Còn những người do mạng mà sống, mạng hết bèn chết, chẳng qua chỉ được một hai phần đó thôi. Do vậy biết quá nửa thiên hạ đều là kẻ chết oan uổng. Mối họa này khốc liệt, có một không hai trong cõi đời, chẳng đáng buồn ư, chẳng đáng sợ ư, cũng có cách chẳng phí một đồng, chẳng tốn chút sức, mà trở thành bậc đức hạnh cao tột, hưởng yên vui cực lớn, lại để phước ấm vô cùng cho con cháu, khiến đời sau đạt được quyến thuộc trinh lương, có phải chỉ là kiêng dè dâm đó ư? Trước kia tôi đã trình bày đại lược sự lợi hại trong chuyện dâm tình tránh đáng giữa vợ chồng, nay không bàn đến nữa, có chuyện tà dâm vô liêm vô sỉ cực uế cực ác, chính là dùng thân con người để làm chuyện thú vật. Do vậy, gái đẹp đến tằng tịu, nữ nhân yêu mị đến quyến rũ, quân tử xem như mối họa ương không gì lớn bằng, cho nên cự tuyệt, ắt được phước diệu chiếu soi, hoàng thiên che chở. Tiểu nhân xem điều đó như hạnh phúc không gì lớn lao bằng, bèn nhận lãnh, ắt đến nỗi tai tinh giáng xuống quỷ thần tru lục.
Quân tử do họa được phước, tiểu nhân do họa mà càng thêm họa. Vì thế nói họa phước không có cửa do con người tự chuốc lấy. Nếu đối với cái ải nữ sắc, người đời chẳng thể thấy xấu, chỉ thấy thấu suốt triệt để, sẽ khiến cho đức hạnh cao tột, an lạc cực lớn, phước ấm vô cùng để lại cho con cháu quyến thuộc trinh lương trong đời sau đều bị khoảnh khắc hoan lạc đoạt hết, buồn thay. Cuốn sách Dục Hải Hồi Cuồng của An Sĩ Tiền Sinh đã chỉ một phần loại trình bày rành mạch, tài văn bút khiến cho kẻ tục người nhã đều cùng thích xem, trần thuật khuyên lơn dân dạy thảy đều tha thiết. Cội nguồn ngành ngọn của những chuyện xưa nay, người không dâm được phước, kẻ phạm dâm mắc họa đều ghi chép tỉ mỉ, lớn tiếng gào to chẳng tiếc sức thừa, chống khuya chuông sớm lay tỉnh con người sâu xa, muốn khiến cho người khắp cõi đời đều hưởng phước lạc, ai nấy hưởng hết tuổi trời mới thôi. Cần biết sách này tuy vì gian dạy kiên dâm mà soạn ra, nhưng về nghĩa và đạo thì phàm là những pháp cai trị đất nước, bình trị cõi đời, tu thân, đẻ ra, cùng lý tận tánh, liễu sanh thoát tử, thảy đều chọn đủ. Nếu khéo lãnh hội, thần trí sẽ sáng suốt, đầu đầu cũng thấy được nguồn, những gì chạm vào mắt đều sẽ là đạo. Có thể nói, tầm thường đời cứu dân tột bậc sâu đậm thiết tha. Do vậy, vào năm Dân Quốc thứ 7, 1918, ấn quang đặc biệt đưa bộ An Sĩ Toàn Thư sang khắp ván tại Tàng Kinh Viện ở Dương Châu. Năm Dân Quốc thứ 8, 1919 lại cho khắc riêng lẻ hai bộ Dục Hải Hồi Cuồng và Vạn Thiện Tiên Tư. Năm Dân Quốc thứ 10, 1921 lại quyên mộ in bộ An Sĩ Toàn Thư theo dạng rút nhỏ, tính in mấy mươi vạn bộ để truyền bá khắp toàn quốc. Nhưng do người hèn đức mỏng không có cách nào cảm thông, chỉ in được 4 vạn quyển mà thôi. Trung Hoa Thư Cục in riêng để bán cũng gần đến 2 vạn bản. Hàng Châu, Hán, Khẩu đều bắt chước in theo, số sách được in đương nhiên cũng không ít. Nhờ có cư sĩ Ngô Tử Tường, người đất Thái Thương, tỉnh Giang Tô, nghĩ họa hại thế gian ngày càng nặng nề. Những tần học phái đề xướng phế bỏ luân thường tiết hạnh, truyền chủ trương tự do luyến ái như đề bị vỡ, nước mặc sức chảy ào ạt khiến cho mọi thanh niên nam nữ cùng bị hãm trong vùng nước xoáy của biển dục không đáy. Ông bè phát tâm in rộng rãi bộ Dục Hải Hồi Cuồng, thí tặng khắp mọi người trong xã hội để mong đẩy lùi cơn sóng cuồng loạn. Trí của mọi người tạo thành bức thành, nhiều người nâng, dễ dở lên, khẩn thiết xin những bậc quân tử nhân tử trong nước hãy phát tâm cứu thế lớn lao, tùy sức ấn tống và khuyên bảo, kẻ hữu duyên phổ biến lưu thông, lại mong cha dạy con, anh khuyên em, thấy dân trò, bạn bè bảo ban nhau, khiến cho người người đều biết họa hại, lập chí như núi, giữ thân như ngọc. Không chỉ là chẳng phạm tà dâm, mà ngay cả dâm sự tránh đáng giữa vợ chồng cũng biết chừng mực, sẽ thấy quan quả cô độc từ đây ngày càng ít, giàu thọ mạnh khỏe, yên ổn, ai nấy đều đạt được. Thân thể nhà cửa do đấy mà được yên ổn tốt lành, cõi nước vì thế mà an ninh, uế đức chuyển thành ý đức, đức tốt đẹp. Tài ương biến thành may mắn, tốt lành rốt ráo, chẳng phí một đồng, chẳng nhọc chút sức, lại đạt được hiệu quả mỹ mãn như thế đó. Mong sao người nhân từ bậc quân tử đều thấy chuyện nhân chẳng nhường, vui vẻ mà làm. Do vậy trần thuật những ý tránh để cống hiến những người cùng hàng. Năm Dân Quốc 16, 1927, Thích Ấn Quang soạn phụ lục đức cao đẹp đáng ngưỡng mộ theo Dương Châu Cam Tuyển huyện Trí. Đời nguyên Tần Chiêu là người Dương Châu, đến tuổi nhược quan lên kinh đô chơi, đã lên thuyền, có một người bạn họ Đặng đem rượu tới tiễn chân. Đang trong lúc uống rượu, chợt có một nữ nhân tuyệt sắc ngồi kiệu tới. Ông Đặng bảo cô ta chào Tần Chiêu rồi bảo: cô này chính là người thiếp do tôi mua dùm cho vị đại nhân X ở Bộ Y, tiện dịp nhờ ông mang cô ta theo. Tần Chiêu đôi ba lượt từ chối. Ông Đặng lộ vẻ giận, nói: sao ông cố chấp như thế? Nếu chẳng thể kiềm chế, cô này sẽ thuộc về ông, bất quá là 2.500 đồng mà thôi. Tần Chiêu bất đắc dĩ phải nhận lời, khi ấy tiết trời đã nóng, muỗi rất nhiều. Cô gái khổ sở vì không có mùng, Tần Chiêu bảo cô ta ngủ chung mùng với mình. Theo đường sông, qua mười mấy ngày đến kinh thành, Tần Chiêu gửi cô ấy cho bà chủ quán trọ, tự cầm thư đến xin gặp người ấy. Nhân đó người ấy hỏi, ông đến đây có mang theo gia quyến hay không? Tần Chiêu thưa, chỉ có mình tôi. Mặt người ấy bỗng lộ vẻ giận, nhận thư của ông Đặng, miễn cưỡng sai đón cô gái ấy về nhà. Đến đêm mới biết cô ấy vẫn còn trong trắng, người ấy cảm thấy hổ thẹn khôn cùng. Hôm sau liền gửi thư cho ông Đặng hết mục
ca tụng đức hạnh của Tần Chiêu. Đến gặp Tần Chiêu thưa: "Các hạ đúng là bậc quân tử đức dày ngàn đời ít có. Ngày hôm qua tôi rất sức ngờ vực, đã dùng bụng dạ tiểu nhân suy lường tấm lòng quân tử, thẹn thùng khôn xiết." Nhận định nếu tâm Tần Chiêu chẳng phải là không có ham muốn chánh niệm thiên lý, ngày cùng ăn đêm cùng ngủ với cô gái tuyệt sắc ấy, lâu tới mười mấy ngày há có thể chẳng có ham muốn tình dục ư? Cố nhiên Tần Chiêu là bậc quân tử đức dày, cô ấy cũng thuộc hạng thục nữ trinh khiết, đức đẹp và tấm lòng trung trinh khiến cho kẻ khác kính ngưỡng, do vậy ghép vào đây hỏng lưu thông rộng rãi. Năm Dân Quốc 16 1927, tức năm Đinh Mão, Thích Ấn Quang ghi: "Cảnh huấn, huấn sức sĩ tử giới dâm văn, bài văn khuyên bảo sĩ tử kiêng dâm." Văn Sướng Đế Quần nói: "Một, trời thường giáng họa cho kẻ dâm dật, sự báo ứng ấy rất nhanh chóng. Con người chẳng sợ vô tri say mộng, nếu chẳng biết kiểm điểm hành vi, tai ương sẽ lập tức ùa tới. Này mọi người ơi, hãy nghe lời tha dân, chỉ có tích đức hành thiện mới được tốt lành. Từ xưa đã nói như vậy, làm chuyện bất thiện tai ương giáng xuống. Người xưa đã răn dạy rõ, thời Xuân Thu do dâm loạn mà các vua, chư hầu đều bị nước mất nhà tan. Các bài phong nhã trong kinh thi đã từng chê trách nhằm dứt sạch chuyện cặp kè đàn đúm. Vì thế trái nghịch lý chính là tự giết chết tánh mạng, tham dâm sẽ tự hủy thanh danh. Người làm chuyện trái lẽ, lòng trời hết sức giận dữ. Thượng uyển thơm ngát mùi quế, chẳng phải là kẻ giữ mình trong sạch, mắt khó bước vào. Yến tiệc chiêu đãi tân khoa do vua ban, há kẻ ô danh được hưởng. Ta cai quản công danh, thường ban lời dạy bảo, hiệp rằng sĩ tử chỉ tham hoan lạc phút chốc, chẳng tiếc tương lai cả đời. Hễ dâm loạn vợ con của người ta, sẽ bị người ta dâm loạn vợ con của chính mình, giống như trao đổi buôn bán ngoài chợ vậy. Nghiệp báo thảm khốc, ai là kẻ rửa sạch lòng? Ta vào mỗi dịp thi cử trong tháng 2, tháng 8, thường vào dịp đó chọn lựa lại bỏ những kẻ trúng tuyển, một nét bút xóa tên chỉ vì gã đó ngấm nghé vợ người hàng xóm, để thêm tên kẻ khác sẽ thi đỗ, vì người ấy cự tuyệt gái chưa chồng là lơi. Muốn nghe sấm dậy đất bằng, tất lòng đừng nổi lửa. Kẻ suốt đời thi cử lận đận, há có phải là kẻ chẳng siêng khổ học hành, văn tài cao ngất, suốt đời chuyên chiên, đều là do chẳng tuân quy củ hủy hoại danh tiết. Kẻ sĩ chẳng suy xét nguyên do, ngược ngạo oán trời hận đất, thì đỗ tiến sĩ chỉ do nội tâm, khoác áo bào tía toàn là do âm chất. Trong khuôn viên trường thi, chỗ nào cũng đều có thần giám sát. Trong phạm vi của tam trường khảo thí đều có quỷ báo oán, tiếc thay. Từng chữ đều như trâu như ngọc, chợt muội đèn rơi bẩn quyển văn, hận sao. Từng đoạn văn như dệt gấm theo hoa, bỗng vết mực, khiến bài văn lem luốc. Lúc ấy thật sự do ta chủ trì, ai bảo trời xanh không có mắt. Kẻ đỗ ta nguyên ắt có đức kinh động thần minh, sen nở liền cuống, bỗng chốc nghe chuyện xấu, nhụy dụng tan tác. Nếu có thể giữ cho thần tầm tránh trực chẳng tà, tự nhiên sẽ danh thành lộc đạt. Đặc biệt ban lời huấn dụ mới mẻ, ngõ hầu ai nấy đều hay biết. Hiện thời tuy không còn khoa bảng, nhưng nguyên nhân gây nên tổn phước giảm thọ cố nhiên là chẳng khác. Đừng suy nghĩ bộp chộp bảo hiện thời chẳng giống như xưa, dẫu có chót phạm chẳng đến nỗi trở ngại công danh, mặc tình làm bừa mong lắm thay. Giới dâm thánh huấn, Văn Sương Đế Quân ban lời huấn dụ. 2. Ta phụ mạng của đấng Kim Khuyết Chí Tôn, mỗi tháng vào ngày Dần Mão đi tuần tra phong đô địa ngục, xem xét những chuyện phạm tội của nhân dân trong thiên hạ, thấy sổ đen, sổ ghi tội ác như núi, đều là sổ sách ghi chép những bản án về tạo tội oan nghiệt trong một đời của người đời. Trong ấy có lắm nỗi làm ác, chỉ có điều đối với sự báo ứng của tội dâm ác, luật trời nghiêm khắc nhất. Kẻ gian dâm vợ con, điếm nhục khuê môn của kẻ khác sẽ chịu khổ trong địa ngục 500 kiếp mới được thoát ra, lại danh làm lừa làm ngựa 500 kiếp nữa, rồi mới lại được làm người. Đã làm người lại thành ả đào con hát. Kẻ bày mưu tính kế, gian dâm gái quá, ni tăng, làm chuyện bại hoại tiết tháo của người khác, sẽ chịu khổ 800 kiếp trong địa ngục, rồi mới được thoát ra, danh làm dê làm lợn, dâng thân cho kẻ khác giết mổ 800 kiếp nữa, sau đấy mới được làm người mù lòa cơm ngọng. Kẻ rối loạn tôn ti, hoặc kẻ trưởng thành dâm loạn trẻ nhỏ, tổn hại cương thường, sẽ chịu khổ 1.500 kiếp trong địa ngục mới được thoát ra,
sanh làm rắn, làm chuột 1.500 kiếp nữa rồi mới được làm người. Thế nhưng hoặc là còn ở trong bụng mẹ đã chết, hoặc đang độ tuổi ấm ngựa đã mất mạng, rốt cuộc chẳng hưởng trọn tuổi đời. Chẳng hưởng trọn tuổi trời, lại có kẻ sáng tác dâm thư, mang tâm thuật hại người, chết rồi sẽ đọa vào vô giá địa ngục, mãi cho đến khi sách ấy diệt mất, tội báo của những kẻ do sách ấy mà chót làm ác, thảy đều rỗng không, gã tác giả mới được thoát sanh. Dâm thư gây hại chẳng thể kể xiết, thường có những khuê nữ danh giá, nữ nhân hiền thục, do biết chữ hiểu văn chương, hoặc vào lúc ban ngày thanh tĩnh, bên sông dập bóng cây xanh, hoặc khi đêm vắng dưới ngọn đèn xanh mới mở ra xem hồn phách điên đảo, khôn ngăn lửa dục hưởng hực, bèn làm những chuyện dâm bôn vụng trộm, đến nỗi tiết phụ thất tiết, trinh nữ mất trinh. Lại có những đứa con em thông minh vừa tuấn tú vừa có văn tài, hễ xem sách ấy, bèn dấy lên dục tưởng hoặc thủ dâm chẳng thể khống chế, hoặc mắt đi mày lại chung chạm bừa bãi, nhẹ thì tổn hại nguyên dương, tuổi trẻ đã chết non, lớn thì vấy bẩn rối loạn luân thường, kỳ cương chẳng xứng làm nho sĩ. Lại còn kẻ khéo soạn chuyện ký để diễn xuất tại chỗ, dạy dỗ tập luyện bọn trai bao, phô bày đủ vẻ dâm đãng, rối loạn tiết tháo thanh sạch của kẻ khác chẳng thể kẻ xiết. Xét đến căn dò đều do dâm thư tạo thành, cửa sau sĩ tử nắm chiếc bút bảy tấc, dùng huệ căn đời trước để sáng tác dâm thư, chẳng nghĩ đến chuyện ích lợi cho cõi đời, tích phước cho bản thân, cứ mong tạo oan nghiệt vô cùng, khiến thượng đế nổi giận, tự nhảy vào vực băng, hầm lửa, chẳng biết tự thương xót chính mình, đáng buồn quá đỗi. Giới dâm văn. Từng nghe, biển nghiệp mịt mù không có gì khó đoạn bằng sắc dục, hồng trần rối ren dễ phạm chỉ có tà dâm, bậc anh hùng cái thế có trí rời non dẹp núi, do lỗi này vong thân diệt quốc, bậc tài hoa tân gấm miệng thêu, tâm gấm miệng thêu, vì lẽ này giành tiết bại hoại. Sự này đều cùng một lẽ, kẻ hiền người ngu đều theo một lối, húng hồ thói vứt bỏ thuần phong mỹ tục ngày càng lẫy lừng, đạo đức từ cổ đã bị chìm đắm, lũ trẻ tuổi khinh cuồng tất nhiên đắm đuối trong chốn phấn son, bậc văn nhân thông huệ cũng bắt trước thói áo xanh ướt đẫm, nói diệt dục mà dục niệm càng thịnh gấp bội, nghe dân dâm mà ý dâm càng lừng. Trên đường xá gặp hình dáng yêu kiều, mắt nhìn chăm chú ngàn phen, thấy bóng sắc lộng lẫy sau rèm khuê cát, tâm dạo dực trang bè, thần luôn bị sai khiến bởi tâm, thức luôn bị tình lôi dắt. Bà lão tầm thường nhan sắc héo tàn, nếu ngẫu nhiên cài cỏ dắt hoa cứ tưởng tây thi, ả nông dân vóc dáng thô kệch, nếu thoa hương bôi xạ chợt quên hình dáng đông thi. Nào biết trời đất khó dung, thần người căm giận, nếu hủy hoại tiết hạnh người khác, vợ con ta sẽ phải đền bồi, ô nhục thanh danh kẻ khác, cháu con mình mai sau chịu báo, phần mộ không người cúng bái, không gì chẳng phải là trốn vùi thân của gã cuồng sinh khinh bạc. Tổ tông của gái làng chơi toàn là bọn lãng tử tham hoa đắm liễu, số vốn giàu sang do tham dâm sổ lộc bị tước mất lầu ngọc, đáng phận hiển vinh do phóng đãng bảng vàng tên xóa, lúc sống bị ngũ hình hành hạ roi gậy lao dịch lưu đày tử hình, khi thác thọ tội trong tam đổ địa ngục ngã quỷ súc sanh, xưa kia ân ái tới nay chẳng còn chi, hùng tâm thuở trước nay ở chỗ nào, khuyên khắp thanh niên trí sĩ tên lưu quyển vàng hãy dấy lòng giác ngộ, phá trừ chướng ngại ma sắc, mặt trắng mơn mởn như đóa phủ dung, phải biết là đầu lâu đắp thịt, diện mạo xinh đẹp phấn son rực rỡ, bất quá áo đẹp che đậy cầu tiêu thô lậu, đối trước dung mạo như hoa như ngọc, tâm đều có như chị như mẹ, kẻ chưa phạm lỗi tà dâm hãy nên phòng ngừa lỡ bước, người từng làm chuyện ác hãy gấp quay đầu, mong sao xoay vần lưu thông, khuyên lờn chỉ bảo lẫn nhau, ngõ hầu nơi nơi cùng về nẻo rác, người người cùng thoát bờ mê. Giới dâm cách ngôn, những câu cách ngôn dằn dạy kiên dâm. Trần Nhân Trương Tam Phong nói: con người sống trong vòng trời đất, bẩm thọ tú khí của ngũ hành, sẵn có trí khí tránh trực, chồng chồng vợ vợ chính là luân thường của loài người, vượt lễ loạn luân sẽ giống như cầm thú. Bậc trí sĩ hãy nên dốc trọn sức ngăn ngừa chuyện dâm tà, trong thiên hạ loài ngu xuẩn nhất không chỉ bằng động vật, thế mà bồ câu hễ kết thành đôi chọn chẳng ăn vụng, chim nhạn lẻ đôi tiếng kêu ai oán, chẳng chọn bạn đời mới, người chẳng bằng chim, phụ dẫy danh xưng con người.
Linh tánh kém thua loài vật, hiểm rằng những kẻ mù quáng ngây ngô chẳng hiểu sắc chính là không, khác nào bảo huyễn, vẫn cứ cùng kẻ mặt hồng, tóc mun ân ái triền miên. Há có biết ai nấy có cùng một tâm, phản tỉnh quan sát sẽ đều có thể tự ngộ. Khi các người dâm lại phụ nữ của người khác, hãy nên tự nghĩ, nếu lúc ấy vợ ta bị kẻ khác dâm loạn, cười cợt giỡn hớt bên gối, tình ý khăng khít, ta ở ngay bên cạnh thấy tình hình ấy, ác sẽ tầm như bị đâm, trong mắt đổ lửa, hùng hổ truy sát, quyết chẳng chần chừ, sao lại đến nỗi gian dâm phụ nữ của kẻ khác, quên bẵng chẳng nghĩ lại. Đột nhiên suy xét, há còn đối với chuyện dâm loạn vợ con người khác, rêu rao, đắc ý được chăng? Khi ấy thiên địa quỷ thần soi xét bên trên, chất vấn bên cạnh, oán giận khôn cùng, muốn giết muốn chặt người, có vị nào chẳng trợn mắt nghiến răng nghĩ cách báo ứng ư? Tai họa dấy lên đến nỗi xoay sở chẳng kịp, đã nói đến chỗ này há chẳng nguội lạnh tấm lòng ư? Hơn nữa do dàn dầm mà bỏ mạng dưới gươm bén, nát đầu nơi bậc thềm hàng xóm, giấc mộng dương trần chưa hết đã vùi thân dưới chốn tuyển đài, lửa ma chơi xanh biếc, máu thắm đỏ ngầu đều do bọn son phấn gây nên. Mỹ nhân vốn là cọp thoa son chát phấn, há chẳng tin ư? Dẫu chẳng đến nỗi táng mạng ngay lập tức như vậy, nhưng đối với kẻ gian dâm vợ người khác, kẻ có thế lực ắt sẽ thừa kiện đòi hỏi công đạo, kẻ yếu thế ắt sẽ nuốt hận suốt đời, tông tộc đeo nỗi nhục chẳng giải trừ, vợ chồng cũng dứt tình trăm năm son sắt, sống chết khôn lường lắm nỗi đổi thay. Hoặc ngấm ngầm mưu tính trả thù, hoặc âm thầm đau lòng hổ thẹn, cha ông vốn chẳng có lỗi lầm to lớn, nhưng kẻ ngoài cuộc ước đoán, chắc tổ tiên gã xấu ác ấy là phường cực ác, nên mới đến nỗi có hạ con cháu hoang đàng dường ấy, đếm nhục thanh danh nhiều đời, để lại con rơi cho người khác, rối loạn tông tộc. Dẫu đứa con rơi ấy đỗ đạt làm quan tiếng tăm lừng lẫy, rốt cuộc cũng mang tiếng xấu vô cùng vì thân phận bất minh, đã chẳng xứng hợp nhân luân lại còn truyền mãi tiếng chê cười. Do đó nói, nỗi thảm độc sát nhân chỉ ảnh hưởng một người, còn chuyện gian dâm như lưỡi gươm bén, không giấu vết, giết người suốt mấy đời. Nói chung dâm niệm bắt nguồn từ hiếu sắc, muốn dứt cội rễ lòng dâm trước hết phải giữ sắc giới nghiêm ngặt. Hễ hiếu sắc, ác sẽ tham dâm, ác thần tà bất tránh. Hễ đối trước bóng sắc mềm mại mê người chẳng thể tự khống chế, ác phần nhiều sẽ bị kẻ khác kiềm chế, do vậy sẽ cư xử theo lẽ tư tình, phế trừ hiếu hữu. Vứt bỏ cha mẹ anh em chẳng hề đoái hoài, ngoại trừ chuyện ham muốn điều này ra, mọi người đều mơ màng không hiểu biết. Do vậy đối với thê thiếp con cái chẳng bận tâm kiềm cặp răn ngừa, mặc cho trốn buồng thêu rối loạn uế tạp, đấy là báo ứng âm thầm, vẫn cứ mê màng chẳng biết. Đã thế kẻ hiếu dâm con cháu sẽ chết non, hậu duệ cũng lơ thơ suy bại, cớ sao? Vì con cháu chính là sản phẩm tinh thần của ta, này đem tinh thần hữu hạn dành hết vào chuyện tìm hoa hỏi liễu vô cùng, ví như dùng rìu đẵn cây, nhựa cây đã cạn, quả trái ắt cũng tiêu dục, tinh thần của chính mình còn bài hoài, chẳng chọn đủ, mong chi tập trung nơi thân con cái. Vì thế sanh con ít ỏi yếu đuối là chuyện đương nhiên, dầm căn của cha mẹ chẳng dứt, thần còn bẩm thọ khí chất cha mẹ nói chung đều chẳng ra gì, lại truyền dòng nối dõi đã bạc nhược lại càng bạc nhược hơn, rốt cuộc dòng dõi tuyệt diệt, đó là chuyện xứng hợp lẽ thường, ương họa dữ dội vì dâm kẻ sao cho xiết. Than ôi con người thọ được mấy chốc, trăm năm chớp mắt đã qua, dẫu chẳng đái hoài danh tiết, không tiếc thân mạng, sao không nghĩ tới cháu con, chẳng mưu tính chuyện phụng thờ tổ tông. Nếu biết nghĩ suy, ắt sẽ hối hận, chẳng xòe, vui sướng nỗi gì mà vẫn mong theo đuổi dục vọng, đến nỗi ni tăng quá phụ, con sen chị ở ả đào kỹ nữ. Những kẻ ấy đều có mối liên quan, ràng buộc đến danh phận và gia đình ta, càng dễ thấy rõ, chẳng cần phải rườm lời. Người có chí ắt lấy thanh tịnh làm nền tảng giữ lòng thành kính, kiên nhẫn giữ gìn lập chí quyết liệt, giữ tâm bất động, hòng bồi dưỡng đức hạnh của chính mình. Hết thảy những sách vở dụ người sụp bẫy, xúi dục lòng dâm đều giao cho ngọn lửa mạnh, hòng tạo phước cho dân đen trong thiên hạ. Bạn ác dâm đãng hãy xa lánh, chẳng giao du, thay đổi cái tâm hiếu sắc, gom góp tinh thần, mong cầu làm chuyện hữu ích, sẽ thấy có danh nào mà chẳng lập, có lợi nào mà chẳng đạt được, ngũ phước bất tận, rốt cuộc sẽ chọn đủ nơi thân ta. Tôi khuyên lơn như thế đó.